bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Đôi gió hú, tác giả Emily Bronte, bản dịch của Thảo Linh thông qua Scroll Rights Agency. Giọng đọc Kim Nguyên. Chương 1 năm 1801. Tôi vừa trở về sau chuyến viếng thăm ông chủ nhà của tôi. Người hàng xóm cô độc, rồi đây sẽ khiến tôi gặp nhiều phiền phức. Đó là một vùng quê thật xinh đẹp. Tôi không nghĩ rằng mình có thể tìm được bất cứ chốn ẩn cư nào tách biệt hơn nơi này trên khắp nước Anh. Một thiên đường hoàn hảo cho những kẻ chán ghét xã hội. Và ông Eclipse là đối tác thích hợp nhất để cùng tôi chia sẻ sự cô độc này. Một tay suốt chúng chắc hẳn ông ta không thể tưởng tượng nổi trái tim tôi ấm bừng lên ra sao vào khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đen nghi ngại thu lại dưới đôi lông mày của ông khi tôi thúc ngựa đến và những ngón tay đầy cảnh giác thọc sâu vào chiếc áo chẽn khi tôi xưng tên ông heathcliff tôi nói một cái gật đầu thay cho câu trả lời tôi là lockwood khách trọ mới của ông tôi mặn phép tự cho mình vinh hạnh được ghé thăm ông ngay khi tôi đến hy vọng tôi không làm phiền ông vì cứ khăng khăng muốn sống ở Upstairs Cross. Hôm qua tôi được nghe nói ông cũng có chút băn khoăn. Upstairs Cross thuộc quyền sở hữu của tôi, thưa ông. Ông ta nhăn mặt nhắc lời tôi. Tôi chắc chắn sẽ không để bất cứ ai hay thứ gì gây phiền phức cho mình nếu tôi ngăn được nó xông vào. Từ xông vào lọt ra từ hàm răng nghiến chặt như hàm ý. Quỷ tha mà bắt ông đi. Ngay đến cánh cổng mà ông ta đang tựa vào cũng không có chút nhượng bộ nào hơn so với lời nói của người chủ. Và tôi nghĩ cảnh huống này càng khiến tôi quyết tâm chấp nhận lời mời. Tôi cảm thấy hứng thú với kẻ thậm chí còn kính kẻ hơn cả mình. Khi nhìn thấy ngực chú ngựa của tôi thúc vào hàng rào, rốt cục ông ta cũng đưa tay mở nó, rồi cấu kỉnh dẫn tôi lên lối đi và cất tiếng gọi khi chúng tôi đặt chân vào vườn. Joseph, dẫn ngựa của ông Lockwood đi và mang chút rượu ra đây chắc hẳn đây là toàn bộ kẻ hầu người hạ trong nhà. Đó là suy nghĩ của tôi khi nghe thấy mệnh lệnh kép của ông ta. Chẳng trách mà đám cỏ dại mọc um tùm giữa những nhành viên vĩ và chỉ có lũ gia súc giúp sức tỉa tót hàng rào. Joseph là một người đứng tuổi, đúng hơn là một lão già. Có lẽ đã rất già, dù vẫn còn dáng vẻ tráng kiện và gân guốc. Xin Chúa cứu giúp tôi. Lão lầm bầm Cố nén cơn khó chịu khi nhận lấy con ngựa Đồng thời ném thẳng vào mặt tôi cái nhìn cay nghiệt Đến mức tôi đoán chừng Lão đang viện nhờ đến Thánh Thần giúp tiêu hóa bữa cơm chiều Và lời cầu nguyện ngoan đạo vừa rồi Chẳng liên quan gì đến sự xuất hiện bất ngờ của tôi Đồi Gió Hú là tên gọi chốn nương nấu của ông Heathcliff Gió Hú là phương ngữ của vùng này một tính từ mô tả những luồng khí quần thảo quanh căn nhà khi trời giông bão. Quả là vậy, những cơn gió trong lành lúc nào cũng quấn quít nơi này. Nhìn vào mấy cành linh sam còi cọc ngã nghiêng nơi cuối nhà, và hàng cây gai gầy guộc cố sức vươn cành nhánh về một phía như thể cầu cảnh chút ánh nắng, người ta có thể dễ dàng đoán định sức mạnh của những cơn gió phương Bắc quật qua đỉnh đồi. Thật may là vị kiến trúc sư nào đó đủ nhìn xa trong rộng, để xây nên một căn nhà vững chãi, những ô cửa sổ hẹp nép sâu trong tường và những tảng đá lớn nhô ra che chở cho các góc nhà. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, tôi dừng chân ngắm nghía vô số những bức chạm khắc vụn về ở mặt tiền và đặc biệt quanh cửa chính lọt thỏm giữa những con quái vật mình thú đầu chim sức sẹo và những chú bé trần tráo. Tôi đọc ra được niên hiệu 1500 và cái tên Hatton Ensor lẽ ra tôi cũng có thể góp đôi lời bình luận hay hỏi thăm người chủ thiếu thân thiện về lược sử của căn nhà nhưng thái độ của ông ta nơi cánh cửa rõ ràng đang yêu cầu tôi hoặc là rảo bước vào trong hoặc là cuốn xéo và tôi cũng không dạy gì khiến ông ta thêm sốt ruột trước khi được khai phá chốn bí ẩn này chúng tôi chỉ bước thêm một bước là đã vào đến phòng nghỉ của gia đình chẳng có hành lang hay sảnh đệm gì hết ở đây họ gắn cho nơi này tên gọi trịnh trọng là chính sảnh. Nhìn chung, nó là sự kết hợp của cả nhà bếp và phòng khách. Nhưng tôi tin rằng ở đồi gió hú, căn bếp bị dời sang hẳn một khu khác. Ít nhất tôi cũng nghe được tiếng rì rầm trò chuyện đặc trưng, cùng tiếng va chạm của nồi niêu ở mãi sâu bên trong. Và tôi cũng nhận thấy chẳng có dấu hiệu của việc nấu nướng quanh ô lò sưởi khổng lồ, cũng chẳng có những tia sáng lóe lên từ nồi đồng chảo sắt trên tường. Nói đúng ra, một đầu căn phòng cũng phản chiếu ánh sáng lẫn nhiệt lượng rực rỡ, tỏa ra từ hàng chồng dĩa thiết lớn. Xen giữa nào là bình, nào là cốc vại bằng bạc, chất trên chiếc tủ gỗ sồi cao đến tận mái nhà. Mái nhà này không có trần bên dưới, khiến toàn bộ rừng cột phơi trần trước những con mắt tộc mạch, trừ một khung gỗ được bánh yến mạch, đuôi bò, đuôi cừu và dâm bông tạm che khuất. Phía trên ống khói là những cây súng cổ dữ tợn chẳng ra phong cách gì, cùng một đôi súng lục kỵ mã và để thay thế cho đồ trang trí ba chiếc hộp sắt tô vẽ lòe loẹt được xếp dọc theo rìa ống khói sàn nhà lát đá trắng nhẵn bóng chiếc ghế có phần lưng cao ngồng với kiểu dáng cũ kỹ được sơn màu xanh lục một vài chiếc khác đen thui ẩn khuất trong bóng tối bên trong vòng trang trí dưới chiếc tủ kệ một con chó săn cái khổng lồ lông nâu sẫm nằm giữa bầy chó con đang kêu ăn ẳng và đôi ba con chó khác luẩn quẩn quanh phòng hiển nhiên căn phòng và nội thất này chẳng có gì đặc biệt nếu nó thuộc về một ông chủ trang trại miền bắc quê kệch mặt mũi cục mịch với đôi chân lực điền thuộc trong chiếc quần lửng và đôi ủng trong vòng bán kính nằm sáu dặm quanh vùng đồi này nếu tới ngay sau giờ cơm chiều bạn có thể gặp được những con người như vậy yên vị trên chiếc ghế bành của mình với cốc bia sủi tâm đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt nhưng ông Heathcliff lại là một sự tương phản lạ kỳ với ngôi nhà và phong cách sống của mình. Vẻ ngoài của ông ta giống như một gã du mục, da ngâm đen, trang phục và phong thái lại giống một quý ông, nghĩa là cũng hào hoa phong nhã không kém những điền chủ nông thôn khác. Dù có phần cẩu thả, nhưng lại là nét lượm thuộm khá hợp mắt. Bởi lẽ ông ta có dáng vóc ngay ngắn, cân đối và phản phức nét u sầu cũng có thể sẽ có người đánh giá ông ta là kẻ hợm hĩnh, thiếu giáo dục. Nhưng sợi dây đồng cảm trong tôi mách bảo rằng ông không phải người như vậy. Bản năng khiến tôi thấu hiểu sự kính kẻ ấy bắt nguồn từ nỗi ác cảm với việc lộ liễu phô bày tình cảm ấm áp của mình cho đối phương. Dù yêu hay ghét, ông ta cũng sẽ che đậy kỹ lưỡng và cảm thấy chỉ có những giống loài sất sượt mới đáng được yêu hay bị ghét. Không, Hình như tôi quá đổi vội vàng rồi. Tôi đang ngang nhiên gắn bản tính của chính mình lên ông ta. Có lẽ ông Heathcliff có lý do riêng của mình khi né tránh chìa tay với người chưa quen biết. Tình huống mà lẽ ra tôi sẽ chìa tay. Có lẽ chính tính khí của tôi mới là dị biệt. Người mẹ thân yêu của tôi từng nói tôi sẽ chẳng thể có được tổ ấm cho riêng mình. Và mới mùa hè vừa qua thôi, tôi đã chứng minh quả thật tôi không xứng có được một gia đình trong lúc tận hưởng một tháng đẹp trời bên bờ biển tôi vô tình làm quen được một sinh vật cuốn hút nhất đời vốn là một nữ thần bằng xương bằng thịt giá như nàng đừng đoái hoài đến tôi tôi chưa bao giờ bày tỏ tình yêu bằng lời dẫu vậy nếu những cái nhìn phát ra tiếng nói hẳn một gã khờ cũng có thể nhận ra nỗi si mê của tôi cuối cùng nàng cũng hiểu thấu lòng tôi và đáp lại tôi bằng ánh nhìn không thể ngọt ngào hơn và tôi đã làm gì? Tôi xin xấu hổ thú nhận rằng tôi đã thu mình lại như một con ốc sên. Mỗi ánh nhìn của nàng lại đẩy tôi vào sâu hơn và khiến tôi lạnh lùng hơn. Đến mức cuối cùng, nữ thần thơ ngây đáng thương phải tự nghi ngờ cảm nhận của chính mình, rồi quá ê chề vì lầm tưởng mình đã mắc sai lầm. Nàng dục mẹ nhanh chóng rời đi. Vì căn tính kỳ quặc ấy, tôi mang tiếng là kẻ vô tình chỉ duy mình tôi hiểu bản thân oan ức đến mức nào tôi ngồi xuống cuối bể đá lò sưởi đối diện chỗ ông chủ nhà đang bước tới và cố lấp khoảng không im lặng bằng cách vuốt ve con chó mẹ lúc này đã rời khỏi bầy con và đang ranh mảnh luồn vào sau chân tôi mép cong lên và hàm răng nhầy nhụa dớt dãi nhe ra chực đớp đáp lại cái vuốt ve của tôi là tiếng gầm ghè dài trong cổ họng tốt nhất lộng đừng động tới con chó ông hết clip cũng gầm gừ giơ chân đá con chó với biểu hiện còn dữ tợn hơn nó không quen được nuông chiều tôi không nuôi nó để làm thú cưng rồi ông ta tiến đến cánh cửa bên và lại hét to joseph joseph lẩm bẩm gì đó từ dưới hầm rượu nhưng cũng không tỏ ra dấu hiệu sẽ đi lên nên ông chủ đành phải tự mình đi xuống bỏ lại tôi đối mặt với con chó cái hung hãn và một cặp chó chăn cừu lông lá dữ tợn tất cả đều chăm chăm dõi theo từng cử động của tôi không mong muốn phải thưởng thức những chiếc nanh nhọn của chúng tôi ngồi im không nhúc nhích nhưng tưởng đâu chúng không thể hiểu được những mánh lới bóng gió không may tôi lại đâm đầu vào trò nhăn mày nháy mắt với đám chó và một nét mặt vặn vẹo nào đó đã chọc giận quý bà chó mẹ khiến nó đột ngột nổi cơn tam bành và lao lên đầu gối của tôi Tôi đẩy nó lại và vội vàng lôi chiếc bàn vào chắn giữa chúng tôi. Động tác này khích động cả bầy chó. Tới nửa tá những người bạn bốn chân đủ mọi tuổi tác và kích cỡ từ chỗ ẩn núp xông ra giữa phòng. Tôi cảm thấy đôi chân và vạt áo khoác của mình đang trở thành biên ngắm và trong khi cố gắng dùng chiếc que cờ lửa chống đỡ đám địch thủ đồ con hơn, tôi đành cất tiếng cầu xin viện binh trong nhà, hồng lặp lại hòa bình. Ông hát và người hầu của mình bước lên từ hầm rượu với vẻ tỉnh bơ đến phát cấu. Tôi cho là họ không buồn nhanh chân thêm dây nào, dù một trận cuồng phong cắn xé và gầm sủa đang quần thảo nơi lò sưởi. May thay, một người hầu dưới bếp khẩn trương tới cứu viện. Một người phụ nữ khỏe khoắn, váy sắn cao, cánh tay để trần, đôi má ửng hồng vì lửa bếp, lao ra giữa chúng tôi với một chiếc chảo sáng. Bà ta sử dụng vũ khí sẵn có ấy và miệng lưỡi của mình hiệu quả đến nỗi cơn bão lui nhanh một cách thần kỳ và khi ông chủ cuối cùng cũng đặt chân vào chiến trường chỉ còn lại bà ta đứng đó hổn hển thở như mặt biển sau cơn gió lớn chuyện quái quỷ gì thế này ông ta hỏi liếc mắt nhìn tôi với thái độ khó lòng chịu nổi nhất là sau khi bị đối xử thô lỗ như vậy đúng thật là chuyện quái quỷ tôi lầm bầm đàn lợn bị mai nhập cũng không mang linh hồn xấu xa hơn lũ chó của ông. Chẳng khác nào ông để mặt người lạ giữa một bầy hổ đói. Chúng chẳng bao giờ gây sự với những người không thấy mấy thứ gì. Ông ta bình luận, đặt chai rượu lên chiếc bàn vừa bị tôi dịch chuyển. Lũ chó hùng hăng thế là phải. Ông dùng một ly chứ? Không, cảm ơn. Ông không bị cắn đi chứ? Nếu có tôi chắc chắn sẽ cho kẻ cắn tôi một trận nhớ đời nét mặt hết clip giãn ra thành một nụ cười gằn. Nào nào, ông ta nói. Ông đang cấu kỉnh đấy ông Lockwood. Đây, nhấp chút rượu đi. Khách khứa là sinh vật hiếm trong ngôi nhà này. Đến nỗi tôi phải thú nhận rằng tôi và bầy chó chẳng biết nên tiếp đón ra sao. Cùng chút sức khỏe chứ thưa ông. Tôi cúi đầu đáp lễ. Bắt đầu nhận ra thật ngớ ngẩn khi giận dỗi vì một bầy chó không biết cư xử phải phép. Và lại tôi cũng không muốn bị đối phương cười nhạo thêm nữa, vì dường như tính hài hước của ông ta đang ngã theo hướng đó. Nhờ ý nghĩ thận trọng rằng, thật dại dột khi làm Phật lòng một vị khách thuê trọ tử tế, ông ta dường như bớt cọc cằn đi đôi chút trong cách nói năng thiếu cả nhân xưng lẫn trợ động từ, và bắt đầu gợi ra chủ đề mà ông ta nghĩ có thể khiến tôi hứng thú. Một bài giới thiệu về những ưu và khuyết điểm của nơi tôi muốn sống. Qua những chủ đề chúng tôi đề cập đến, Tôi nhận ra ông ta rất thông minh và trước khi ra về, tôi hào hứng đến độ tình nguyện ghé thăm lần nữa vào ngày hôm sau. Ông ta hẳn nhiên không muốn tôi xông vào một lần nữa, nhưng tôi vẫn cứ đến. Thật phi thường khi tôi cảm thấy bản thân cởi mở hơn ông ta đến độ nào. Hết chương 1 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2 từ chiều hôm qua, sương bắt đầu buông và trời trở lạnh. Tôi muốn ngồi lì bên lò sưởi trong phòng đọc hơn là lội qua bãi hoang bùm lầy để tới đồi gió hú. Tuy nhiên, gần đến giờ ăn chiều, tôi thường ăn bữa trưa vào thời điểm giữa 12 giờ và 1 giờ. Người phụ nữ Phương Phi được thuê làm quản gia đính kèm với ngôi nhà, không thể hoặc không thèm hiểu, yêu cầu được ăn vào lúc 5 giờ của tôi. Khi bước trên những bậc thang lên phòng với ý định lười biến ấy, tôi nhìn thấy một cô hầu gái quỳ trên sàn giữa đống chổi xể và xô đựng than đang dùng tro than dập tắt lửa khiến không gian bụi mù lên cảnh tượng này lập tức khiến tôi quay đầu tôi đi lấy mũ và sau chuyến đi bộ bốn dặm trường tôi đặt chân tới cánh cổng vườn nhà hát clip vừa kịp tránh khỏi những bông tuyết đầu tiên rắc xuống như lông vũ trên đỉnh đồi cô quạnh này đất phủ một lớp sương giá đen cứng lại và không khí khiến tứ chi tôi lấy bẫy không thể tự tháo được xích cổng, tôi nhảy qua, chạy lên con đường với những bụi mận gai siêu vẹo hai bên. Gõ cửa trong vô vọng cho đến khi các khớp ngón tay đau như bị chích, còn lũ chó sủa ván lên. Lũ khốn, tôi rủa thầm trong đầu. Các người đáng bị cách ly vĩnh viễn khỏi đồng loại vì thái độ khiếm nhã thua lỗ này. Ít nhất ta đây cũng không bao giờ để cửa đóng then cài ngay giữa ban ngày. Mặc kệ, chắc chắn ta sẽ vào được. Với quyết tâm cao độ, tôi tóm lấy then cửa và lắc điên cuồng khuôn mặt đờ đẫn của lão joseph thò ra từ ô cửa sổ tròn nơi chuồng ngựa ông muốn gì lão ta hét ông chủ ở dưới bãi gia súc nếu muốn nói chuyện với ông ấy thì đi vòng qua cuối chuồng ngựa lão joseph nói giọng địa phương vùng georgia là một phương ngữ rất khó nghe kể cả với người anh không có ai ở trong nhà để mở cửa sao tôi cũng hét to đáp trả chẳng có ai ngoài mở chủ và ông có ầm ý nữa thì mở ta cũng chẳng thèm mở cửa đâu. Tại sao? Ông không thể cho bà ấy biết tôi là ai sao cho sếp? Không đời nào, tôi chả dạy gì mà dây vào. Cái đầu lẩm bẩm rồi biến mất. Tuyết bắt đầu rơi dày. Tôi nắm lấy then cửa, đang định lây thử một lần nữa, thì một gã trai trẻ không mặc áo khoác, vác trên vài chiếc chĩa xuất hiện ở sân sau. Anh ta gọi tôi đi theo, và sau khi băng qua khu giặt quần áo, khu chòi chứa thang, khu đặt máy bơm và chuồng chim bồ câu. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến một căn phòng rộng lớn, ấm áp, vui tươi, nơi tôi được tiếp đón lần trước. Căn phòng sáng rực dưới những tia lửa tỏa ra từ lò sưởi lớn được đốt bằng than đá, than bùn và củi. Và một bữa ăn chiều thịnh soạn được bày sẵn trên bàn. Tôi vui vẻ quan sát bà chủ, một nhân vật tôi không ngờ có thể hiện diện ở nơi đây. Tôi cúi chào rồi chờ đợi cho rằng nàng sẽ mời mình ngồi. Nàng đưa mắt nhìn tôi, ngã lưng vào ghế, vẫn không nhúc nhích hay cất lời. Thời tiết xấu quá, tôi nhận xét. Thưa phu nhân Hedliff, tôi e rằng đám người hầu lười biếng của bà đang bỏ mặt không trông coi cổng nhà. Khó khăn lắm tôi mới làm cho họ nghe thấy tôi gọi. Nàng vẫn không hé miệng, tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi. Dù thế nào nàng vẫn dán chặt mắt vào tôi với vẻ lạnh lùng thờ ơ, khiến tôi ngại ngùng và khó chịu quá đổi. Ông ngồi đi. Gã trai trẻ nói cộc lốc. Ông chủ sắp về rồi. Tôi làm theo. Hắn giọng gọi con chó cái Juno hung hãn. Trong lần thứ hai gặp mặt này, cuối cùng nó cũng ban cho tôi một cái vẫy đuôi thể hiện sự quen biết. Con vật thật xinh đẹp. Tôi tiếp tục nhận xét. Bà có định cho lũ chó con đi không thưa bà? Chúng không phải của tôi, Nữ chủ nhân đáp còn lạnh lùng hơn cả clip À, chắc thú cưng của bà ở trong đám này. Tôi kiên trì, quay sang một chiếc ổ rối mù, đầy nhóc những con vật trông có vẻ như là mèo. Chọn lựa thú cưng như vậy cũng thật kỳ lạ. Nàng cấm cẩu bình phẩm. Thật không may, đó là một đám thỏ chết. Tôi hắn giọng thêm lần nữa, nhích lại gần lò sưởi nhắc lại nhận xét về thời tiết. Khi nãy nàng ngồi khuất ngoài ánh lửa, Mãi lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ vóc dáng và vẻ mặt của nàng. Nàng thanh mảnh, rõ ràng mới chỉ vừa qua thì con gái. Thân hình đáng ngưỡng vọng và khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhất tôi từng may mắn được ngắm nhìn. Đường nét nhỏ nhắn xinh xẻo, những lọn tóc xoăn hoe vàng, hay đúng hơn là vàng ống buông xuống cần cổ mảnh mai và đôi mắt hẳn sẽ vô cùng mê hoặc nếu biểu lộ chút dịu dàng. Thật may cho trái tim yếu đuối của tôi. Cảm xúc duy nhất chúng thể hiện là nét khinh khỉnh và lẫn tuyệt vọng, thật lạc lỏng khi lưu trú trong đôi mắt đó. Mấy chiếc hộp nằm ngoài tầm với của nàng. Tôi vừa định giúp đỡ, thì nàng quay ngoắt lại nhìn tôi như kiểu một gã keo kiệt quay lại khi có ai đó định giúp gã đếm vàng. Tôi không cần ông giúp. Nàng sẵn giọng. Tự tôi làm được. Xin lỗi. Tôi lập cập đáp lại ông được mời tới dùng trà sao nàng hỏi buộc chiếc tập về ra ngoài chiếc váy dài đen gọn gàng và đứng đó chuẩn bị đổ một thìa trà vào ấm tôi rất vui lòng được xin một tách tôi đáp lời ông có được mời không nàng nhắc lại à không tôi gượng cười nhưng bà có thể mời tôi nàng buông cả thìa và trà xuống bực tức quay trở lại ghế ngồi trán nàng câu lại môi dưới đỏ mọng chìa ra như một đứa trẻ đang chực khóc. Trong khi đó, gã trai trẻ đã kịp vắt lên người một chiếc áo lùng thùng, vương người ra ánh lửa, liếc tôi qua khóe mắt như thể chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp. Tôi bắt đầu hoài nghi không hiểu anh ta có phải là người hầu hay không. Cả trang phục và lời nói của anh ta đều thô kệch hoàn toàn không có vẻ trịch thượng như có thể thấy ở ông Heathcliff và phu nhân. Mái tóc nâu xoăn dày của anh ta bù xù, không được chải chuốt, hai bên tóc mai chồm xuống má và đôi tay lấm lem như của một người làm mướn thông thường dẫu vậy dáng đứng của anh ta có vẻ phóng khoáng gần như kiêu căng và anh ta không hề tỏ ra khúng núm trước bà chủ nhà không có đủ bằng chứng để đoán định thân phận của người này tôi cho rằng tốt nhất là không nên để ý đến hành vi kỳ cục của anh ta năm phút sau hết clip bước vào phần nào cứu tôi ra khỏi tình trạng khó xử ông thấy đấy thưa ông tôi tới đúng như đã hứa. Tôi kêu lên, cố tỏ ra vui vẻ. Và tôi e rằng thời tiết sẽ trói chân tôi ở đây khoảng nửa giờ, nếu ông đồng ý cho tôi trú nhờ. Nửa giờ, ông ta nói, vũ vũ mớ tuyết bám trên quần áo. Tôi không hiểu sao ông lại chọn đúng lúc bão tuyết để ghé thăm. Ông không nghĩ mình có thể lạc lối giữa đầm lầy sao? Ngay cả người quen thuộc với vùng này cũng thường lạc đường vào những ngày như thế này. Và tôi chắc chắn thời tiết không khá hơn được ngay đâu. Liệu ông có thể sai người hầu dẫn đường cho tôi về được không? Và anh ta có thể ở lại ấp cho đến ngày mai? Không, tôi không thể. Ôi thật sao? Vậy tôi đành tin vào bản năng của mình vậy. Ừm. Thế có định pha trà không đây? Gã trai mặc chiếc áo thô kệt hỏi, chuyển ánh nhìn dữ dằn từ tôi sang thiếu phụ trẻ tuổi. Ông ta có cần trà không? Nàng hỏi rõ ràng là hướng đến clip Pha trà đi, làm sao? Là câu trả lời. Thô bạo đến độ tôi phải giật mình. Âm điệu bật ra phản ánh bản chất thực sự xấu xa. Tôi không còn muốn gọi clip là một tay xuất chúng nữa. Khi trà đã pha xong, ông ta mời tôi bằng câu Thưa ông, bây giờ thì kéo ghế lại đây nào. Và tất cả chúng tôi, bao gồm cả gã trai cục cằn quay quanh chiếc bàn. Sự im lặng lạnh lẽo bao trùm không gian khi chúng tôi dùng trà. Tôi nghĩ nếu đám mây do mình gọi tới, bốn phận của tôi là tìm cách xua nó đi. Hẳn họ không thể ngày nào cũng ngồi câu có và lầm lì như vậy. Và dù có xấu tính đến thế nào, họ cũng không thể đeo bộ dạng nặng trịch đó suốt cả ngày. Thật là lạ. Tôi mở lời giữa lúc vừa nuốt một hớp trà và chưa kịp nhấp thêm hớp khác. Thật lạ khi thói quen có thể nhào nặng khẩu vị và ý niệm của chúng ta rất nhiều người không thể hình dung ra niềm hạnh phúc giữa cuộc sống hoàn toàn tách biệt khỏi thế gian như ông đang sống, ông hét clip ạ. À. Thế mà tôi xin mạo muội nhận xét rằng, với gia đình ở bên và với phu nhân dịu dàng như vị thần chiếu mệnh cho tổ ấm và trái tim ông. Phu nhân dịu dàng của tôi. Ông ta ngắt lời với một vẻ dịu cợt quỷ quyệt trên khuôn mặt. Phu nhân dịu dàng nào cơ? Ý tôi là bà hét clip vợ ông. À vâng, Ý ông là linh hồn của cô ta như một thiên thần hộ mệnh đang canh giữ cho phúc phần của đội gió hú, kể cả khi thể xác không còn ở nơi đây, phải vậy không? Nhận thấy bản thân đã mắc sai lầm, tôi cố gắng tìm cách sửa chữa. Lẽ ra tôi phải nhận ra sự chênh lệch tuổi tác quá xa giữa đôi bên để họ có thể là vợ chồng. Một người khoảng 40, giai đoạn tinh thần cứng rắn đến độ, người đàn ông không còn ôm mộng cưới được một cô gái trẻ vì tình yêu giấc mơ đó chỉ được dành lại để ăn ủi những năm tháng cuối đời. Người còn lại trong chừng chưa qua tuổi 17. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Gã hề ngồi sát cạnh tôi, người đang uống trà bằng cốc vại và bốc bánh mì bằng đôi tay bẩn thỉu, Có lẽ chính là chồng nàng. Hết clip con. Hẳn rồi. Đây là hậu quả của việc bị chôn sống. Nàng nhắm mắt dân hiến cho gã trai thô bỉ này chỉ vì không nhận ra còn có những người tốt đẹp hơn tồn tại trên đời. Tôi nên cẩn thận, không để nàng phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm của mình. Ý nghĩa này có vẻ hợm hỉnh, nhưng chẳng phải vậy. Anh hàng xóm ngồi cạnh tôi đây thật sự rất khó chịu và bằng kinh nghiệm cá nhân tôi tự biết mình cũng khá hấp dẫn. Mở hết clip đây là con dâu tôi. Hết clip nói, cũng cố suy đoán của tôi. Khi cất lời, ông ta quẳng sang phía nàng một ánh nhìn kỳ cục một ánh nhìn căm hận trừ phi ông ta vốn mang sẵn trên mặt những nét ngang tàn quyết không chịu biểu đạt ngôn ngữ tâm hồn như người khác à hiển nhiên rồi giờ tôi đã nhận ra cậu chính là chủ nhân may mắn của nàng tiên kiều diễm này tôi quay qua người ngồi kế bên và nhận xét mọi chuyện còn tệ hơn lúc trước mặt gã trai trẻ đỏ lựng tay nắm chặt lại rõ ràng đang muốn tẩn cho tôi một trận nhưng dường như trấn tĩnh lại được ngay anh ta biến cơn cuồng nộ thành một lời chữ thề thô tục nhắm vào tôi tuy nhiên tôi cẩn thận coi như không nghe thấy không may là ông đoán sai hết cả ông chủ nhà nhận xét cả hai chúng tôi đều không có được vinh hạnh sở hữu nàng tiên lộng lẫy của ông bạn đời của cô ta chết rồi tôi nói cô ta là con dâu tôi thế nên tất nhiên cô ta đã cưới con trai tôi vậy chàng trai trẻ này là Hẳn không phải là con trai tôi. Heathcliff lại mỉm cười. Như thể việc tôi gắn tư cách làm cha con gấu xù kia cho ông ta là một chuyện đùa quá sức vô duyên. Tên tôi là Hatton Unshaw, gã trai gần giọng, và tôi khuyên ông nên tôn trọng cái tên này. Tôi không có ý bất nhã, là cách tôi đáp lại, trong bụng cười thầm vì cái vẻ kiêu kỳ của anh ta khi xưng tên. Anh ta dán mắt vào tôi lâu đến độ tôi không muốn nhìn lại nữa. Sợ rằng mình sẽ ngứa tay sách tay gã lên hay không thể nén được mà phi cười. Tôi dần cảm thấy rõ ràng mình không được chào đón trong gia đình hạnh phúc này. Cảm giác ảm đạm bao trùm, lấn át cả sự bài trí lộng lẫy xung quanh tôi. Và tôi tự kết luận rằng mình cần phải cẩn trọng khi bước chân dưới những rường cột này lần thứ ba. Khi việc ăn uống kết thúc và không ai buồn hé răng nói lấy một câu xã giao, tôi lại gần cửa sổ để xem tình hình thời tiết và trước mắt tôi là một cảnh tượng ảm đạm đêm đen kéo đến sớm hơn bầu trời hòa lẫn cùng những đỉnh đồi và tất cả đều bị bóp nghẹt trong cơn gió bão tôi không nghĩ mình có thể về nhà nếu không có người dẫn đường tôi không ngăn được mà thốt lên đường sá chắc đã bị vùi dưới tuyết rồi và kể cả không thì tôi cũng chẳng nhìn được gì phía trước Heston lùa lũ cừu vào cổng chuồng ngựa đi. Chúng sẽ bị chôn sống nếu ở ngoài bãi cả đêm. Nhớ đặt một tấm ván ngăn trước chúng. Heathcliff nói. Tôi phải làm sao đây? Tôi nói tiếp với nỗi tức giận càng lúc càng dâng trào. Chẳng có câu trả lời nào. Và khi quay lại nhìn, tôi chỉ thấy Joseph đang sách một xô cháo cho lũ chó. Còn phu nhân Heathcliff đang tựa mình bên ngọn lửa, tự tiêu khiển bằng cách đốt một bó diêm vừa rơi xuống từ cạnh lò sưởi khi nàng cất hộp trà về chỗ cũ sau khi xong việc lão cho xếp đảo mắt quanh phòng rồi rít lên tôi tự hỏi làm sao mở có thể đứng đó mà sưởi ấm khi mọi người đều phải dấn thân ra ngoài cơ mà mở vốn là kẻ vô tích sự nói gì cũng chỉ phí lời mở sẽ chẳng chịu sửa cái thói đó đâu rồi lại đâm đầu vào chúng ma quỷ như bà mẹ mở trước đây thôi trong một khoảnh khắc tôi tưởng rằng bài diễn văn đó là dành cho tôi tôi tức điên lên và bước về phía lão khổng già với mục đích đá lão ra khỏi cửa nhưng phu nhân hét clip chặn tôi lại bằng một câu trả lời này lão già đạo đức giả nàng nói lão không sợ bị quỷ tha ma bắt khi nhắc đến tên chúng sao tôi cảnh cáo lão đừng có khiêu khích tôi nếu không tôi sẽ gọi ma dụ quỷ đến đưa lão đi đấy dừng lại nhìn đây joseph Nàng nói tiếp khi nhấc một cuốn sách lớn màu đen ra khỏi giá. Tôi sẽ cho lão thấy hắc thuật của tôi đã tiến bộ đến mức nào. Tôi sẽ sớm đạt được quyền năng thổi bay cả ngôi nhà này đi. Con bò tía không tự nhiên mà chết đâu. Và bệnh thấp khớp của lão cũng chẳng phải mệnh trời. Trời ơi! Đồ phù thủy! Thứ độc ác! Lão già hỗn hỉnh. Xin Chúa Trời cứu vớt chúng con khỏi lũ ma quỷ không lão già vô đạo đức hoặc là lão biến ngay đi hoặc là tôi sẽ cho lão nếm mùi đau đớn tôi sẽ nặng hình nhân các người bằng sáp và đất sét và kẻ đầu tiên vượt qua ranh giới do tôi định đoạt sẽ mà không tôi sẽ chẳng nói ra kẻ đó sẽ phải đón nhận những gì đâu nhưng rồi lão sẽ thấy biến đi tôi đang theo dõi lão đấy đôi mắt xinh đẹp của nàng phù thủy nhỏ lóe lên những tia độc ác và joseph rung rẩy trong nỗi kinh hoàng tột độ, vội vã vừa chạy ra ngoài vừa cầu nguyện, thốt lên cầu độc ác khi bước đi. Tôi nghĩ hành động vừa rồi của nàng xuất phát từ mong muốn kiếm tìm chút vui vẻ trong cơn buồn chán. Và giờ đây, khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi cố gắng khiến nàng chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của mình. Phu nhân Hedliff, tôi nói với giọng vang vĩ, xin thứ lỗi cho tôi vì làm phiền đến cô, nhưng đó là vì tôi cho rằng, với khuôn mặt đó, cô hẳn phải là người tốt bụng. Xin cô làm ơn chỉ cho tôi vài dấu mốc để tôi có thể dựa vào đó mà lần tìm ra đường về nhà. Tôi không biết làm sao để về, chắc cũng như cô không biết đường tới London. Đi con đường mà ông đã tới ấy, nàng đáp, thu mình trong chiếc ghế, một cây nến và một cuốn sách lớn mở trước mặt. Đó là lời khuyên ngắn gọn nhưng đúng đắn nhất mà tôi có thể cho ông. Vậy thì nếu sau đây cô có được nghe nói người ta tìm thấy xác tôi trong một vũng lầy hay hố tuyết, Lương Tâm sẽ không rỉ vào tai cô rằng một phần lỗi thuộc về cô chứ. Sao có thể vậy được? Tôi không thể hổ tống ông, họ thậm chí còn chẳng cho tôi đi xa đến bức tường cuối vườn. Cô, chắc là tôi nên nói lời xin lỗi vì đã cậy nhờ cô bước qua ngưỡng cửa để phục vụ tôi trong một đêm như thế này. Tôi kêu lên Tôi chỉ mong cô nói cho tôi biết đường đi, chứ không phải dẫn đường. Hoặc không, thì hãy giúp tôi thuyết phục ông Hedcliffe sai người đi cùng tôi. Ai đi cơ? Ở đây chỉ có ông ta, Earnshaw, Sheila, Joseph và tôi. Ông muốn ai đi cùng ông đây? Không có cậu nhóc nào ở trang trại này sao? Không, tất cả chỉ có từng ấy móng. Vậy thì tôi chẳng có cách nào khác ngoài ở lại ông cứ bàn việc đó với chủ nhà. Chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi hy vọng đây sẽ là một bài học cho ông. Đừng bao giờ bạc mạng lang thang quanh những ngọn đồi này nữa. Giọng nói cứng nhắc của hét clip vang lên từ cửa bếp. Còn về việc lưu lại đây, tôi không có chỗ dành cho khách. Ông phải ngủ chung với Hedden hoặc Joseph nếu muốn ở lại. Tôi có thể ngủ trên ghế trong phòng này. Tôi đáp. Không, không. Người lạ vẫn là người lạ. Dù anh ta giàu hay nghèo, tôi không muốn để bất cứ ai ở đây khi tôi không có mặt để canh chừng. Gã tôi bất lịch sự đã nói. Lời công kích này đã hút cạn lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi thốt lên vài lời biểu lộ sự ghê tởm và lao qua trước mặt ông ta để ra sân, rồi đâm phải ân so trong lúc vội vã. Trời tối đến nỗi tôi chẳng thấy được đường ra, và trong khi luẩn quẩn, tôi lại được chứng kiến thái độ lịch thiệp họ dành cho nhau. Đầu tiên có vẻ như gã trai trẻ muốn đi cùng tôi tôi sẽ đưa ông ta ra đến chỗ vườn hoa anh ta nói cuốn gói với ông ta xuống địa ngục đi là lời đáp lại của ông chủ hay người có bất cứ kiểu quan hệ gì khác với gã trai rồi ai sẽ coi sóc lũ ngựa hả một mạng người quan trọng hơn so với không chăm sóc lũ ngựa một tối phải có ai đó đi chứ phu nhân hét clip lẩm bẩm có vẻ tốt bụng hơn tôi tưởng không phải việc của cô. Hè tình nạt, nếu cô quan tâm ông ta, tốt hơn là ngậm mồm lại. Vậy tôi hy vọng hồn ma của ông ta sẽ ám anh, và tôi mong ông Heathcliff sẽ chẳng thể kiếm được vị khách trọ nào khác cho đến khi cái ấp này tan thành tro bụi. Nàng lạnh lùng đáp lại, nghe rõ chưa, nghe rõ chưa, mở ta đang nguyền rủa mọi người. Lão Joseph lầm bầm khi tôi quay về phía lão. Lão ngồi trong tầm nghe của tôi, vắt sữa bò dưới ánh sáng của một ngọn đèn lồng, chẳng buồn các lời xin xỏ. Tôi giật lấy ngọn đèn, rồi vừa chạy tới cánh cửa gần nhất, vừa hét vọng lại rằng tôi sẽ trả lại nó vào ngày mai. Ông chủ, ông chủ, hắn cướp chiếc đèn. Lão già hét lên, cố đuổi theo tôi. Này, Nasher! Này, chó! Này, Wolf! Chẳng hắn lại! Chẳng hắn lại! Ngay khi cửa mở ra, hai con quái vật lông lá lao thẳng vào cổ họng tôi, ấn tôi ngã xuống và khiến ngọn đèn vụt tắt. Trong khi đó, tiếng cười lớn đồng thanh của Heathcliff và Hatton khiến tôi càng thêm phần căm tức và tủi nhục. Thật may, hai con quái vật dường như muốn dương vuốt ngoát mỏm và ngoáy đuôi tích mù hơn là cắn xé tôi, nhưng chúng quyết không để tôi vùng dậy và tôi buộc phải nằm đó cho đến khi những gã chủ tắc quái của chúng hạ cố kéo tôi lên sau đó không kịp lấy mũ và run rẩy trong cơn thịnh nộ tôi yêu cầu những kẻ xấu xa đó để tôi đi nếu giữ chân tôi thêm một phút thì họ sẽ biết thế nào là nguy hiểm tôi tuôn ra một tràng những lời đe dọa lộn xộn nhưng xét về độ độc địa thì không kém cạnh vua lia nhân vật trong vở kịch cùng tên của shakespeare do lên cơn kích động tôi chảy máu cam ròng ròng vậy mà hết clip vẫn cười lớn và tôi thì vẫn gầm ghè đe dọa Tôi không biết thứ gì có thể đưa màn diễn này đến hội kết nếu không có một người hầu lý trí hơn tôi và tốt bụng hơn những kẻ vừa tiếp đãi tôi. Đó là Chila, nữ quản gia phúc pháp. Chị ta vội vã chạy ra xem có chuyện gì náo động đến vậy. Chị nghĩ rằng ai đó trong bọn họ đã hiếp đáp tôi và vì không dám mạo phạm đến ông chủ mình, chị quay sang công kích gã trai trẻ. Cha, cậu Onshore, Chị kêu lên tôi không biết cậu còn muốn dở trò gì nữa đây. Cậu định rải sát người trên mỗi viên đá lắc cửa sao? Tôi biết cái nhà này chẳng bao giờ hợp với tôi cho được. Nhìn người đàn ông đáng thương này đi. Ông ấy tức nghẹn lên rồi. Ôi chà chà, không thể để mặt thế này nữa. Ông vào đi, tôi sẽ chữa cho ông. Nào, giữ nguyên thế này nhé. Vừa nói, chị ta vừa nhanh nhẹn hớt một cốc nước lạnh ngắt xuống cổ tôi, rồi lôi tôi vào bếp. Ông hết clip theo sau, nét tươi vui vừa bừng lên khi nãy nhanh chóng bị chôn vùi trong vẻ u ám thường trực. Tôi cảm thấy vô cùng yếu ớt, nôn nao và chóng mặt, và do đó buộc phải chấp thuận ở lại dưới mái nhà của ông ta. Ông ta bảo Chila mang cho tôi một ly brandy rồi đi vào phòng trong. Trong khi đó, Chila nói lời an ủi cho tình cảnh khốn khổ của tôi. Và sau khi vâng lời ông chủ mang đến một ly rượu, nhờ đó tôi tỉnh táo lại phần nào chị dẫn tôi vào phòng ngủ. Hết chương 2. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam. Từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân Tải xuống để nghe không cần mạng Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play Để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay Voi FM Lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi